Dương Sỉ cho vào chậu á, nó mà lại những cái nhà kiểu như biệt thự quá đẹp luôn nhỉ. Rồi một hàng Dương Sỉ này. Này mà vào sân vườn thì đẹp. Dương Sỉ cổ đại. Vậy. Đấy, Dương Sỉ làm cột nhà nhá. Đấy, Dương Sỉ cổ đại đấy. Nó ấy nhỉ, nó như này phát nó đã ra được cái cành như này. Đây. Dương Sỉ cổ đại đây, Dương Sỉ xưa đây. Ôi. Cây cực đẹp. Đây này, những cây thấp mà nó mập này trông thấy không? Nó đẹp. Tầm này mới lại cao gấp đôi tầm này này đẹp. Tầm này thì là trồng chậu, cao gấp đôi trồng sân vườn. Quá đẹp luôn này. Đấy thợ tỉa. Đấy, nó bắt đầu ra mầm đây, đẹp thế này mà. Ừ, đi thử sản phẩm đi mẹ, đi qua đây nhiều lắm rồi mà mình chưa lên đây bao giờ. Tưởng là cái gì. Cho cả nhà đây xem nhá, đây là bốt nhá. Ui à, địa đạo. Đấy là các cái lỗ cho mai đây. Đây à, rộng nhờ. Đây là đèo gió xí mần nhá. Tạo dựng lại đây còn nó hỏng hết rồi chứ. Nó nguyên bản đấy. Nguyên bản á. Chỗ này chắc là chỗ để pháo của mình. Nhá, chỗ cái chỗ lỗ lỗ này chắc là để súng thổ vào đấy. Này, cây này biết cái gì không? Cây này là cây chua, về nấu canh cá cực ngon. Cây này này, ngắt cái ngọn này xong là tước như tước rau bí ấy. Chỗ mai à? Chả nhìn thấy bỏ mẹ gì. Sao ù vào tai thế nhở? Cái này là cái gì? Cái chim rừng ấy. Cái chim rừng ấy. Ôi, cái này cây cây gì lá to thế nhở? Đấy đúng là cổ xưa có khác. Ủa mát nhở? Cái đấy này, cây này. Đấy, đây Dương Sỉ đây. Dương Sỉ cổ đại này. Đấy, cây như cây này là cũng được, nói chung này như cây này là cũng đẹp đấy, tầm này là 4 mét thôi rồi còn gì nữa. Cái này nếu mà nó tốt là nó lên cái bút đẹp đấy, cái này mà trồng sân vườn cực đẹp luôn nhở. Đây đây rất nhiều cây. Ôi nó còn có cái cây này, còn cái dây gì quấn quấn đây sống luôn chung ạ. Đây này, về làm cột nhà rồi nó vẫn còn sống này. Đây, ở nhà nhá. Dương Sỉ cổ nhá. Đây này. Lấy cây này về ghép phong lan thì tuyệt vời. Chúng ơi, mang được tí nó về cho một cốp cho nào. Về để ghép phong lan. Để luôn cả cái cây này sống luôn. Tí nữa mình quay về mình lấy nhỉ. Ôi, cái hào này còn dài lắm. Khéo mà còn xuống tận chân ấy nhỉ. Thấy không? Thôi mệt lắm rồi. Mẹ Covid xong rồi. Covid xong rồi. Tí thở hồng hộc. Giờ chỉ chửi 5 phút thôi. À, chính to nó ở trên này nó ngắm xuống đường đấy nhỉ. Ấy. Cây rất là cổ lại nhá. Rừng này là rừng phòng hộ, rừng được bảo vệ lên. Này bây giờ gặp mẹ Nga nó cho hai quả tên lửa thì này thì bốt này. Còn bới xác cả ngày đéo thấy đâu. Cát, vẩy cát. Dương Sỉ rất là nhiều nhá. Đẹp thế, non mơn mởn. Cây này tầm khoảng độ 1m2, đang ra lộc rất là tốt, tầm 1m2, tầm này vào chậu đang đẹp. Cái nhà kiểu nhà biệt thự ấy, trồng lên nó tôn dáng lên lắm.